Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, cư sĩ tại gia, làm thế nào để giữ được giới thứ 8 trong Bát Quan Trai Giới, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, như ở trọ không có chỗ để trải ra nằm, hoặc ở nhà không còn chỗ trống để trải chiếu dưới đất, thì phải làm sao? Vì bây giờ đa số chỗ nào cũng là giường cao và bự, như vậy cách nào để giữ được giới này? Sư nói là căn cứ theo luật tỷ kheo nghe. Ở trong cái phẩm mà giường như là giường chiếu á, thì Đức Thế Tôn quy định là một vị tỷ kheo nằm một cái giường á, là không cao quá 3 gang tay. Tức là cái thành giường này, cái thành giường là không tính nha, thành giường là không tính, chỉ tính cái chân giường thôi, từ dưới đo lên là 3 gang tay. Tức là không cao hơn 3 gang tay. Còn cái giường tầng á, thì cái tầng trên nó được xếp vào cái loại là tầng, chứ nó không được xếp vào cái giường nữa. Tức là nó xếp vào cái tầng, giống như là cái gác á. Hiểu giống như cái gác, cái tầng đó. Nó khác rồi, cho nên là cái đó được tính vào cái khác. Còn nếu cái giường bình thường ngang thì tính đo từ ở dưới lên là 3 gang tay. Còn cái mà quá rộng á, cái quá rộng ở đây là được tính là nó đủ rộng cho 16 cô phụ nữ đứng múa, thì nó được tính là quá rộng. Dẫu gì tính là 1, 2, 3, 4, 4, 4 x 4 đó, đã 4 x 4, à, cái giường cả đó thì nó rộng. À, 4 chỗ ngồi đó, 4 x 4, đó, hoặc bên đây cũng vậy, 4 x 4. Đó thì quý vị thấy là cái như thế được gọi là rộng. Còn xinh đẹp á, thì cái này nó mới dễ dính nè. Xinh đẹp có nghĩa là cái giường được chạm chỗ, như là chạm chỗ hình thú nè, chạm chỗ hình hoa lá nè, thì đó được tính là xinh đẹp. Rồi cái tấm lót giường á, à, có hình thú, hình hoa lá, thì nó được tính là xinh đẹp. Thành ra là sư thì sư có một cách là sư lấy một cái y vai trái cũ nè, sư lót. Thì như vậy là nó không có dính vô cái đó. Còn nếu quý vị nghĩ là như vậy, tôi mua cái màu thuần một màu đi, mua cái ra giường màu trắng đi, đó cũng được tính là quá đẹp. Cái ra giường mà thuần một màu là quá đẹp. Mà nó là cái kiểu mà loang lổ á, tức là mình nếu mà quý vị giữ giới là mình phải hoại tướng. Muốn hoại tướng dễ, mua bình mực mình tạt lên cái nó hoại tướng liền gì.